mời Nam Nam Phong. Phong vừa mới lên Mời anh mời Nam Phong. Nam Phong nói không một lát nữa đông người lên nhiều khi là Thầy phải Nam nói Phong. không được đấy. Dạ. À thì anh hôm nay có tin vui, không phải của Việt Nam mà đó là cái tin vui của cả thế giới. Nói chung là chúng ta còn chờ, nhưng mà hiện nước Nga đã công bố như vậy thì tôi tin tưởng là họ đã làm được. Bởi vì cái này nó không phải là cái câu nói suông, mà nó liên quan đến cái danh dự của cả một dân tộc, chứ không phải thích nói gì nói. Có nghĩa là họ có cơ sở và họ đã công bố. Nhưng mà tôi thấy một số cái nó cũng đơn giản, cái suy nghĩ như các anh vừa phân tích là nhiều người nghi ngờ, đặc biệt là những cái nước Mỹ và các cái nước phương Tây họ nghi ngờ. Thì tất nhiên rồi, bởi vì Nga và các nước phương Tây trước giờ mình coi như là họ là đối đối địch rồi, cũng là người châu Âu, nhưng mà cái vì lịch sử cho nên là họ là đối địch. Cho nên khi mà nước Nga sản xuất ra cái tuyên bố sản xuất vaccine thì họ không tin. Có thể là họ tin, nhưng mà vì cái đối địch, vì cái hận thù gì đó thì họ họ không có tin. Đó. À, mà tôi nghĩ không có đơn giản, một cái đất nước vĩ đại, đất nước lớn như nước Nga thì họ không thể nào mà họ tuyên bố suông. Ví dụ như 2 tháng sau họ không sản xuất được và cái virus đó, cái vaccine đó không sử dụng được, thì cái hình ảnh nước Nga đối với thế giới như thế nào? Nó sẽ tồi tệ. Đúng không? Cho nên là một cái vị tổng thống của một đất nước như nước Nga thì họ không thể có những cái phát ngôn mà nó ảnh hưởng đến uy tín danh dự của dân tộc Nga, của cả đất nước Nga. Cho nên tôi nghĩ cái vaccine họ làm cái tốc độ rất là nhanh, thì bản thân tôi đặt niềm tin, và cái đó là cái cứu cánh cho cả cái thế giới này, chứ không phải riêng gì dân tộc Nga. Bởi vì chúng ta thấy mỗi một ngày qua đi thì nó làm cái con virus này, nó làm thiệt hại cho cái nền kinh tế thế giới này biết bao nhiêu, không thể đếm được, về con người, về sức khỏe, về kinh tế, về rất là nhiều thứ. Thì nếu chúng ta sản xuất sớm được một ngày thì đất thế giới này sẽ giảm bớt được cái tai họa thêm một ngày. Cho nên việc chúng ta nghi ngờ thì đó là cái chuyện của người ta, nhưng mà bản thân chúng ta phải đặt niềm tin vào nước Nga. Vì cái này không chỉ riêng nước Nga đâu, mà rất nhiều nước đã nghiên cứu. Cái này cũng là giống như là một cái cuộc chạy đua đó. Nó cũng chẳng khác mấy cái cuộc chạy đua vũ trang đâu. Vì cái này khi mà chúng ta sản xuất được thì nó sẽ là mang lại cái lợi ích kinh tế, rồi cái uy tín của đất nước trên trường quốc tế nữa, thế giới nữa. Đó. Cho nên là khi mà chúng ta làm được thì nó sẽ rất là tốt cho đất nước. Riêng cái Việt Nam mình thì tôi nghĩ là Mà cái đề tôi riêng thấy Việt là nhà Nam người da thì trắng tôi á, cái người da trắng ở nhà anh Bằng, anh Thành, Đề Phong là các anh chị em họ không nghi ngờ người Đức. Cái này nghĩ bữa nay người ta rất là nghe có người Nga họ đã hoàn thành cái vaccine, người ta rất là vui mừng, trên gương mặt của người ta rất vui mừng. Mà chỉ tôi nhìn lại là chỉ có cái bọn chống cộng cực đoan, là là ba que, là chống cộng cực đoan là nó cây cú thôi. Cái thật sự là người da trắng họ rất mừng, tại vì họ là một những con người mà khi họ thấy ra có một vị có một cái thuốc để mà chữa trị cho nhân loại thì họ rất là mừng. Đó. Nhưng mà chỉ có cái bọn mà gọi là cái bọn chống cộng cực đoan này, cái bọn này là nó vô nhân tính. Tôi nói là cái bọn vô nhân tính, chính cái đất nước của nó mà, đất nước của họ họ luôn lúc nào cũng tự nhận họ là người Việt Nam, nhưng mà họ còn đi trù những cái dân tộc Việt Nam này bị cái chứng bệnh Covid chết, và họ thấy chết càng nhiều họ càng mừng, họ càng lên họ hô hào ABC. Thì tôi nghĩ là những con người nó không còn nhân tính của con người nữa, đó là cái bọn chống cộng cực đoan phản động ở nước ngoài là như vậy thôi. Chứ còn thật ra người da trắng người ta rất là mừng, và người ta cảm thấy rằng đó là một cái điều tốt cho nhân loại, cho con người. Rồi anh Bằng. rồi em nói anh Phú như này, ở đây á thì em nghĩ rằng tất cả những người dân ở trên thế giới này khi nghe tin Nga đã sản xuất thành công cái vaccine nhưng mà chữa COVID-19, người ta đều mừng hết, tất cả những người dân bình thường. Nhưng ở đây mình muốn nói là nói những chính quyền của các nước tư bản đấy,
thì người ta vì cái lòng đố kỵ như thế này thì các con những người dân người ta mừng rỡ lắm, vì dù có ở Brazil, ở Úc, thậm chí kể cả Cuba, kể cả Bắc Triều Tiên mà người ta đã sản xuất ra được cái vaccine này, và trong khi đại dịch đang hoành hành ở trên thế giới này, rồi tất cả các người dân em theo em nghĩ thế, ở trên thế giới người dân bình thường thì nên đều vui mừng, chỉ nói có những nhà vâng, người ta có quyền lợi, những thằng tư bản là những cái thằng làm chính trị thì nó mang là để một cái sự mà xuyên tạc, trong đó là cái quyền lợi kinh tế và chính trị hết. Tôi nói anh nghe, ngay nhà tôi đây ở nè, không là sát dấp bên là cái siêu thị của người Nga, nó siêu thị của Nga Liên Xô đó. Ngày hôm nay tôi đi chợ bắt đầu nói nên họ rất là mừng, và kể cả những cái người bạn xứ người Đức, những người da trắng, ai cũng mừng, ai cũng vui mừng và chúc mừng những cái thành quả đó. Nhưng mà đúng, khi mà lên cái cộng đồng mạng này, chị thấy cái bọn ba que, cái bọn mà những cái bọn mà chống cộng là bắt đầu là nó mang cái sự là không vui vậy, mà con người đó nó không còn cái não trạng, không còn nhân tính, nó chỉ đúng, là một con thú thôi, con thú hồn nó vậy thôi. Thì thực tế ra em nói anh, cái dịch Covid này nó là toàn cầu, anh không nhận đâu, kể cả ví dụ như là Việt Nam mình không có mắc, không có một người dân nào mắc bệnh về cái bệnh Covid 19 nữa, kể cả nước hoặc là kể cả Trung Quốc không còn một người nào nữa, nhưng mà một số nước nghèo ở trên thế giới, ví dụ như ở bên Châu Phi hoặc một số nước ở bên ở Châu Á, một số nước nghèo ở Sri Lanka, Bangladesh hoặc là thậm chí cả Độ, còn rất là nhiều những người dân người ta mắc cái bệnh này, mà cái bệnh này rất nguy hiểm thì tất cả các bạn biết rồi. Thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn là hiện nay thế giới nó phẳng rồi, tất cả các nước sẽ phụ thuộc vào nhau, cho nên là không phải ông Mỹ ok, ông Việt Nam ok, ông Nga ok, ông Trung Quốc ok, mà nền kinh tế của các ông ok, nó phụ thuộc vào nhau hết. Thành cuối cùng là khi cái dịch bệnh này không phải là tùy từng nước mà nó phải cả trên thế giới này nữa. Cho nên là việc theo em nghĩ, qua đây em nghĩ một cái vaccine bất kỳ một nước nào mà phát hiện ra tức là chế tạo thành công càng sớm càng tốt, để cho nhân loại, mình nói là nhân loại được nhờ đó. Rồi xin mời Văn Thanh. Dạ thì tiếp nối đời anh Bằng với chú Phú thì các bạn cũng biết đấy, nó có trong có một cái bài hát, nó có một cái lời là rằng qua cơn hoạn nạn thì mới hiểu được lòng nhau. Thì khi mà cho nên các bạn biết rõ ràng là cái chính giới ủng hộ Mỹ, cuồng Mỹ, hoặc là những cái tập đoàn ở bên Mỹ đó đại diện cho cái thế giới tư bản ấy, người ta cay cú cái tin đó thì cũng là cái lẽ dễ hiểu thôi. Thứ nhất là về cái đố kỵ của người ta, tức là các bạn cứ nghĩ một cái chuyện như thế này, ai cũng nói về cái cuộc chiến tranh, cái tội ác của Mỹ đối với Việt Nam, nhưng mà một cái khía cạnh nhỏ thôi mà em thấy nói nhiều nhưng mà mọi người ít bàn tới, tức là cái năm 72, tức là Mỹ trên cái chiến dịch ném bom lại thảm lần cuối trước khi bước vào ký cái hiệp định Paris, tức là ngoài cái mục đích coi như thế là hủy diệt, đưa cái miền Bắc trở lại cái hiệp định Geneva năm 54, thì cũng còn cái mục đích thứ hai, tức là hủy diệt cái cơ sở hạ tầng của miền Bắc để cho không có cái sức lực mà sau này đánh lại Việt Nam nữa. Đó là cái tội ác của cái chủ nghĩa tư bản, tức là tôi sẽ phát triển lên dưới cái góc độ là anh bị tàn phá để anh không có cái đồng vốn, ít nhất là anh không có một cái gì đó, anh đi lên từ con số không. À, các bạn ạ, đấy là cái tội ác đằng sau cái sinh mạng con người của chủ nghĩa tư bản. Thì bây giờ các bạn thấy cái đố kỵ của các cái nhà tư bản Mỹ thì rõ ràng tôi nuôi anh với này cái giá trị vài 300.000 đô một năm, mà thế tại sao anh không bằng người ta coi như thế là vài ba ngàn đô một năm? Cái đấy là cũng là cái đố kỵ, nếu mà không có cái tư tưởng khoa học đặt trên hết thì anh ngay bản thân các nhà khoa học thôi là cũng cảm thấy là một cái người bị tự ái rồi. Và cái thứ hai cho các bạn thấy đấy, cái tham lam, cái đặc trưng của chủ nghĩa tư bản là gì? Cái tham lam không vô bờ bến, chẳng hạn như Liên Xô chẳng hạn, mà đưa ra cái vaccine này mà chưa ai có, chẳng hạn ông ấy đưa lên cái mức nộp khoảng 500 hay 1.000 đô thì chẳng hạn. Thì các bạn thấy đây, ví dụ như với cái tính mạng con người thì nếu mà có một cái thuốc gì đó chữa được thì mất nhà, mất cửa hoặc là mất cả gia sản thì người ta cũng chấp nhận, chứ không có ai đi đánh đổi cái tính mạng mà trả giá. Nhưng mà bây giờ xét về cái mặt kinh tế, khi mà đã có một cái thị trường cạnh tranh mà phía Liên Xô như thế, người ta lại đưa ra một cái giá mang cái tính nhân đạo,
thì tức là tất nhiên là anh ấy lại mất một cái món lời béo bở nữa, là cái thứ hai, là cái lẽ đương nhiên là về cái mặt kinh tế, cho nên ảnh hưởng hai cái quyền lợi bị tám, và hai cái đấy là tự nhiên là trên mạng những cái người đó là nó cay cú trên đủ mọi cái góc độ đấy. Thì em mới nói là qua cái cơn hoạn nạn này mới hiểu lòng nhau, tức là với cái bộc lộ cái yếu điểm và cái bản chất của cái tư bản chủ nghĩa với này cái xã hội chủ nghĩa, để cho tất cả những người dân bình thường nhất, hoặc là những người ngày xưa có thể một phần hoặc hai phần nào đó người ta cũng có một cái nhận thức thay đổi. Ví dụ như nói như chú Phú ấy, bây giờ ví dụ như Đức là một cái nước theo tư bản, nhưng mà bây giờ người ta ít nhất người ta cũng nhìn dưới cái góc độ à, thì tại sao cũng còn một cái thứ thuốc hoặc là cũng cùng một cái đó, mà những cái người bên kia người ta xử sự thế, những cái người bên này người ta xử sự thế, thì ít nhất người ta có một cái điểm chung để người ta đánh giá cái xử sự của giữa hai con người. Thì cái đấy cũng là cái cây cú cho cái phe cổ vũ hoặc là cái giới tư bản, nó là cái lẽ đương nhiên. Còn như em nói, thời gian sẽ trả lời thôi. Thì cũng như bạn Nam Phong vừa nói, tức là cơ tổng thống Putin rồi cái đất nước Nga thì người ta đã phát ngôn, thì cũng không phải là cái chuyện là nói ra là để mà đùa nữa. Thì mọi người cũng tin tưởng là như vậy. Em nhường lời cho bạn Nam Phong ạ. Em xin chào lại, xin chào lại các anh và diễn đàn. Nãy có việc chút xíu. Em nói thêm cái vấn đề mà cái vaccine này, và hồi nãy các anh có đề cập đến cái vị tổng thống Philippines đó. Thì các anh chị thấy đó, Việt Nam mình với nước Nga và Liên Xô trước đây là nói chung là rất là thân, nhưng mà khi nước Nga sản xuất ra cái vaccine đó, Việt Nam mình không có vồ vập, không có thể hiện là ta giống như là cần hoặc là quan tâm nhiều, bởi vì chúng ta lúc nào cũng có cái suy nghĩ tự chủ. Việt Nam mình bao giờ cũng tự chủ, không bao giờ muốn dựa, cho dù nước Nga là cái nước thân, rất thân với Việt Nam, nhưng mà cũng không muốn dựa dẫm. Vì Việt Nam mình vẫn đang nghiên cứu vaccine và sớm muộn thì nó cũng sẽ ra đời. Nhưng mà các bạn thấy đó, Philippines là nước gì? Tư bản mà. Và là một trong những nước đồng minh thân cận của Mỹ ở Đông Nam Á, Thái Lan, Philippines. Mà sau khi Putin vừa thông báo thì ông ta đã lên tiếng là giống như là xin xỏ nhờ vả. Các bạn thấy không? Tư bản vậy đó, có thấy nó các bạn có thấy nó có vẻ hèn hạ lắm, rất là hèn, thể hiện cái sự hèn, giống như là mình nói cái một cách đơm na như là luồn cuối hạ mình. Còn Việt Nam mình chơi với bất kỳ ai, đồng ý chúng ta còn nghèo, đất nước chúng ta còn chưa phát triển, nhưng mà chúng ta chơi ngang hàng, khẳng định một câu là chúng ta chơi ngang hàng với các cường quốc, bắt tay là đứng ngang hàng, đứng thẳng chứ không bao giờ cúi đó, đôi bên đều có lợi thì chơi. Nó thể hiện rõ cái bản chất của người cộng sản, họ chơi như vậy. Còn ai chửi, cái quyền chửi là cái quyền của người ta, mình không thể cấm được. Họ tư bản, họ không thích cộng sản là đương nhiên, mà mình, bởi vì sao, khi có cộng sản thì cái tấm gương cộng sản sẽ soi, sẽ là cái so sánh, cho nên cộng tư bản họ sợ cái tấm gương của cộng sản soi vô đó. Thì như qua cái dịch Covid thì người nào nếu có cái tư tưởng, cái suy nghĩ trung lập, đem cái nước cộng sản Việt Nam ra so với những cái nước tư bản, là các vị đó sẽ thấy được hai cái tấm gương này, một cái nó sáng quá, một cái thì nó hơi mờ mờ ảo ảo, thì người ta sẽ so với cái tấm gương nào. Thì chính vì như vậy cho nên là tư bản nó không ưa cộng sản, đơn giản vậy thôi. Bởi vì sao, nếu không có tấm gương cộng sản này thì tư bản thằng nào cũng giống thằng nào hết đó. Cho nên có cộng sản thì nó mới tìm cách để diệt. Bởi tại sao Liên Xô, Đông Âu sụp đổ là vì họ quá vô tư. Sau chiến tranh thế giới thứ hai họ quá vô tư, cho nên là họ đã bị phá từ bên trong,
vào cái khối cộng sản sụp đổ, nhưng mà nó là quy luật, từ từ rồi con người cũng sẽ tiến lên cái chủ nghĩa cộng sản. 100 năm, 200 năm, thậm chí 1000 hay vài ngàn năm, thì cái đó là quy luật tất yếu. Chúng ta Việt Nam hiện tại cũng không phải là cộng sản, nhưng mà chúng ta là, đang là cái quá trình chúng ta đi lên thôi, chứ không hẳn là chúng ta là một cái xã hội cộng sản như mong muốn. Chưa được, cho nên là, chưa được. Dạ, chúng ta chưa đấy, được. Mà đấy là cái con đường cuối cùng phải, mà chúng ta đi lên. Dạ. Ai cũng có ước mơ hoài bão, và dân tộc Việt Nam ước mơ có một cái chế độ cộng sản như mong muốn. Và khi chúng ta có ước mơ thì chúng ta phải làm để thực hiện cái ước mơ đó, chứ không có tự nhiên nó đến. Ai muốn giàu mà cứ ngồi đó mơ giàu đâu, phải làm thì nó mới giàu. Và đất nước Việt Nam cũng vậy. Cho nên là còn cái chuyện mà ba que ba sọc xuyên tạc thì cái đó là cái bản chất. Dạo này tôi thấy là lên đó là live stream rất là nhiều, xuyên tạc nhiều lắm. Và cái cuối cùng là lật đổ cộng sản. Lật đổ à, bao giờ nghe muốn thay đổi chế độ cộng sản. Nhưng mà tôi chia sẻ rất là nhiều những cái chế độ mà trước khi được cái đám dân chủ nhân quyền ở nước ngoài nó can thiệp rất nhiều cái bài học rồi. Và tôi xin nhắc lại thêm là Syria, Libya, Iraq, Ukraine và rất nhiều nước là bài học cho Việt Nam, là bài học cho Việt Nam. Nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, không có đất nước nào trên thế giới này có thể yêu chuộng hòa bình hơn người Việt Nam hết. Bởi vì chúng ta 4.000 năm lịch sử là chúng ta đã thấy rồi, có được mấy khi chúng ta được hưởng cái hòa bình, tự do, độc lập như ngày hôm nay. Cho nên Việt Nam là một trong những cái đất nước yêu chuộng hòa bình và hiểu nhất thế nào là tự do, độc lập và hòa bình. Còn các vị đòi lật đổ chế độ thì các vị xem những cái chế độ trước đây của những cái nước Libya, Syria, Iraq, người dân họ sống như thế nào, và bây giờ khi lật đổ rồi thì họ sống như thế nào. Các vị ở nước ngoài, con cháu họ hàng bà con các vị còn ở Việt Nam đây còn rất nhiều, thậm chí mồ mả tổ tiên các vị ở đây. Nếu Việt Nam như Syria, Libya, Iraq, các vị vui hay các vị buồn? Mục đích các vị, cộng sản họ đang làm rất tốt, có những mặt trái, đất nước nào cũng vậy. Chúng ta dần nó sẽ phải thay đổi, có những cái hạn chế yếu kém cũng phải thay đổi, nhưng mà chúng ta nhìn rõ được là Việt Nam vẫn đang phát triển và đời sống nhân dân ở chúng tôi ở trong nước ra, chúng tôi cảm nhận rõ hơn ai hết. Còn các vị ở nước ngoài, các vị nghe BBC, RFA, VOA nó tuyên truyền đó, các vị không hiểu một cái gì về cái đất nước này, nhưng mà tối ngày lên mạng là cứ ra rã chửi chế độ, chửi ông sùm trời đất, rồi cuối cùng là đòi lật đổ cộng sản. Lật đổ cộng sản mà được ngay lập tức như nước Mỹ thì được không, hay là lật đổ nó giống như Iraq nè, CDDP, nhân dân người ta bây giờ người ta sống như thế nào? À, thì thôi giờ em nói thiếu là nhường lời lại cho các anh. Còn Long ơi. Vâng, chào mọi người ạ, chào chú Bằng, chào các chú, các anh. Để em lấy bằng chứng cái chuyện mà tư bản ấy, nó rất là đố kỵ với cả cộng sản như này. Mọi người nhớ cái gì Bao Nguyên Tử không? Đấy, hai vợ chồng mà có nhà nghiên vật lý nghiên cứu mà trong cái chương trình Manhattan ấy, đúng không? Là phát với những người mà phát triển ra cái Bao Nguyên Tử ấy. Đấy, thì người hai vợ chồng đấy cũng bị, khi mà nước Nga ấy, nó thử có Bao Nguyên Tử, Bao Sao Hoàng ấy, đúng không? Thì là nước Mỹ quay ra đấy, tìm bằng được những người mà kêu là bán cái thông tin mật của bom nguyên tử ấy cho nước Nga ấy, thì hai vợ chồng nhà vật lý đấy đã bị cho ngồi ghế điện, đúng không? Mà thực sự để mà nói đấy, đấy là những người mà đã giúp cho lưng mi của bom nguyên tử nhá, là cái thứ nhất, đúng không? Người thứ hai là cái chuyện mà gì là về vũ trụ này, thằng Nga nó phóng lên trên vũ trụ bao lâu rồi, ông Mỹ ông cứ thử đi thử lại các loại vẫn bị không thành công, bị lổ chết bao nhiêu người và bao nhiêu phi cơ, bao nhiêu phi hành sao,
thì là sao? Tại vì nó sự điểm nó rất là bạc, nó không kiểu như là chấp nhận là những cái gì mà thành quả của những người khác, của nước khác hay của chế độ khác người ta nghiên cứu được. Sau một cái chuyện mà đợt mà thằng Ấn Độ ấy, Ấn Độ là có cái chuyện đợt mà cái cũng có vaccine hay cái thuốc gì này, xong rồi thằng Mỹ nó bỏ tiền ra nó mua xong rồi bản quyền, xong rồi nó độc quyền, nó sản xuất độc quyền, xong rồi nó bán hay gì đó. Xong rồi đợt mà thằng Đức cũng vừa rồi Đức nó ra cái thuốc ấy, thằng Mỹ cũng định mua đấy, xong thằng tổng Đức cũng bảo là thôi đừng có mua nữa, bỏ cái ý định ấy đi, đúng không? Đấy chứng tỏ sao? Chứng tỏ thằng Mỹ chỉ bỏ ra tiền, bỏ ra nhiều tiền, thật nhiều tiền để nó mua bản quyền, mua thức về để nó độc quyền cho nó được kinh doanh. Rất là đấy gọi là gì nhỉ? Vương đạo. Khi bệnh dịch nó đang xảy ra ấy, thì người ta chỉ muốn là để mà giúp nhau thôi. Thì đây nó chỉ muốn nghĩ là lấy kinh tế của nó. Nó chẳng nghĩ ra ai cả. Đấy, thế em chỉ nói một số lời thôi. Chú Bằng ơi, chú Bằng. Rồi, xin mời các anh cho tôi nói một phút. Chính tại sao tôi nói với tất cả các anh, các chị và các bạn, hôm nay tôi lại đưa cái tựa đề tức là không có gì quý hơn độc lập, tự do. Chính là phải thêm cái hạnh phúc nữa thì là đúng là cái câu nói của Hồ Chủ tịch nói, nhưng mà tôi chỉ lấy cái câu là không có gì quý hơn độc lập tự do. Tức là tôi muốn hôm nay ấy, cái chủ đề tôi muốn nói về vấn đề như tất cả các bạn vừa rồi đều đã biết là nước Ni Băng á vừa rồi bị cái vụ nổ để tức là làm chết có khoảng 160 người và làm bao nhiêu ngàn người bị thương. Đấy, thì là một số cái những cái người mà một số thôi Ni Băng thì đã bảo thôi bây giờ hiện nay mời Pháp vào để nó bảo hộ cho cỡ khoảng 10 năm. Đấy, thì người ta không tin chính phủ Ni Băng nữa. Thì qua đây ở Việt Nam cũng có rất nhiều những kẻ mà không tức là lười làm mà muốn ăn nữa, thì muốn hiện nay coi là thân thiết với Mỹ để Mỹ vào Việt Nam để mà cuộc sống sung sướng đó kia. Đấy, thì tôi chính là tôi lấy cái chủ đề đó để tôi nói, nhưng mà nói chung là thôi cái chủ đề anh em nói nó lại lan man ra sang những chuyện khác thì ok. Thì các anh em thì là cứ nói những cái điều gì mà ví dụ mình chống cộng đoan thế được. Rồi xin chào anh Dương Vi gì đây, Manu Dương Vi á, Dương Quang Vi không phải Dương Vi đâu. Phải chưa, cháu mất điện. Cháu chào chú Bằng Nguyễn, chào tất cả chú, chào các anh em trên diễn đàn nha. Mất điện mà rồi, mời, có wifi mà. Rồi xin mời Đa Phong vừa lên. Mời chị Lisa bên gara lên đi. Em xuống cho chị Lisa lên nè. Lisa lên nha. Nè, thế để cháu xuống cho chị Lisa lên. Thôi, để cháu xuống nhá. Đây, cháu xuống nhá. Chú Phú ở đây đi. Rồi. Xuống hết rồi. Xin mời. Xin mời Đa Phong. Hồi nãy anh có nói về cái chủ đề không có gì quý hơn độc lập. Dạ. Thì em nghĩ không riêng gì dân tộc Việt Nam, mà tại sao các cái dân tộc thuộc địa trước đây họ đều đứng lên để giành độc lập, là bởi vì mỗi dân tộc, mỗi đất nước họ đều muốn có cái quyền tự do tự quyết. Không riêng gì Việt Nam mình, tất cả các dân tộc khác. Nhưng mà chúng ta thấy một cái dân tộc thì nó có nhiều cái thành phần trong xã hội đó. Có những người người ta quý cái tự do, cái số đông, nhưng mà trong đó là vẫn có một cái số như anh mới nói lười lao động, chờ người khác bố thí thì mới gọi là xã hội, mới có người tốt người xấu, người giàu người nghèo, người sang người hèn đó, người biết quý trọng cái nhân phẩm, cái tự do, cái độc lập. Còn người thì chỉ cần ăn thôi, há miệng cho người khác đút vô thôi, còn không quan tâm đến cái việc khác, thì cũng có những cái thành phần đó. Cho nên là nó đòi hỏi như vậy cũng không có gì lạ, nhưng mà nó là cái thành phần thiểu số. Cho nên bao nhiêu năm nay đòi hỏi mới không được, chứ nếu mà số đông thì đất nước mình lại giống như ngày xưa rồi. Nhưng mà cái này là cái thành phần ít, và cái tiếng nói nó không có gây ảnh hưởng.